Hello các bạn. Hôm nay cuối tháng 8, gần đầu tháng 9 rồi mình mới đi trồng cát tường này các bạn ơi. Cây thì mang về khá lâu rồi, đất cũng làm hàng tuần rồi, đến nỗi đóng váng lên rồi các bạn. Hôm nay mới đi trồng. Trời thì đang mưa này các bạn này. Mưa nên là mình cắm ô mình đi mình trồng. Mình thì trồng không có nhiều cát tường. Mỗi năm mình hứng lên thì mình trồng ít thôi. Cái này là nó không có nằm trong kế hoạch các bạn ạ. Năm nay thì trồng có 10 khay thôi các bạn này. Có 10 khay này thôi. Một khay là 208 hay 209 gì đấy. Không nhớ rõ lắm. Đây các bạn. Mang về lâu quá này. Có những cái cây mà nó bị thiếu nước ấy. Này phải mang ngâm nước lại. Vì khi mình tưới này nó có những cái ô nó sót. Nó không đủ nước. Có những cái ô nó dư nước quá thì nó lại bị thối lá đó thôi các bạn. Đây các bạn ơi. Cây thì rất là bé. Cây cát tường này thì mình chẳng có kinh nghiệm đâu các bạn ạ. Tại vì năm trồng năm không ấy. Mình trồng thì thấy nó cũng bình thường thôi. Có cái là cái nhược điểm của nó là giống nó luôn luôn ra muộn đấy các bạn. Đúng là miền Bắc là phải trồng khoảng từ mùng 1 đến mùng 10 tháng 8 rồi cơ. Nhưng mà năm nào ra sớm nhất thì nó cũng phải 12 đến 15 tháng 8. Thì nó mới bắt đầu có giống ấy các bạn. Thế nên là nó luôn luôn là muộn hơn so với dự tính. Đúng ra là ở miền Bắc là phải trồng như vậy nhưng mà nó luôn muộn hơn nên là chăm nó khá là cập dập ấy. Mà mình thì mình không chăm được. Mình không có thời gian các bạn. Đến cả trồng đây mình cũng còn muộn đi hẳn hàng tuần đấy các bạn. Hàng tuần so với lấy cây chứ còn bây giờ mà trồng là cũng gọi là muộn nửa tháng so với dự tính rồi đấy các bạn ạ. Nên cái cây này có khả năng là nó sẽ ngắn ấy, nó không đủ độ dài đâu. Mình thì mình không trồng chậu, mình chỉ trồng cắt hoa thôi. Cái cát tường này thì trồng thưa như là cái cúc để chùm ấy các bạn. 15 cm lận. 13 đến 15 các bạn. Đây là cái màu hàng trống viền tím này. Đây là hãng này các bạn. Hạt giống Mỹ. À năm nay không dán bằng băng dính nữa rồi. Năm nay là đóng dấu trực tiếp lên khay rồi. Hàng của công ty này thì khá ổn các bạn ạ. Nó khá là chuẩn đấy. Nhưng mà cái thằng cắt tường này thì nó biết nói thế nào nhỉ. Nó khó thì nó cũng không khó lắm các bạn. Mình thì mình trồng cũng khá là nhiều lần rồi. Gọi nó khó thì nó cũng không khó. Nhưng mà nói nó dễ thì nó cũng không dễ đâu. Vì là nó mà dịch nó chết đấy các bạn. Nó mà bị mưa nhiều hoặc là mưa nhiều cúc nó chết hàng loạt như thế nào thì cát tường nó chết gấp 2 lần như thế các bạn ạ. Chẳng hạn như cúc nó chết còn khoảng 30% thì cát tường nó chỉ còn 10%, 15% thôi. Nếu mà nó chết là như vậy. Thế nên là cúc mình không hề che nylon mà cát tường mình phải che nylon này các bạn này. Đấy các bạn nhìn thấy không? Có cái nướng nào nylon là cát tường. Đằng kia, lưới đen kia là dâm cúc ấy các bạn. Nó tùy từng giống mà cây nó khác nhau ấy các bạn. Đây các bạn này. Màu trắng viền tím này. Cái loại này là loại lá mỏng thì nó lớn nhanh hơn này. Đây là màu trắng viền hồng này các bạn. Chỉ riêng có cái thằng công ty này này, cái màu trắng hạt giống Mỹ này này các bạn này, là cái màu trắng viền hồng của nó là cây to thôi. Chứ còn các vùng khác là cái màu trắng viền hồng của nó là cây nhỏ nhé. Các cái hãng khác ấy là cái cây loại lá mỏng, còn cái riêng cái công ty này là cây loại lá dày này. Mình thì mình chỉ phân biệt thế thôi chứ còn đến lúc lên thì cái màu trắng viền tím này với màu xanh vẫn là bán chạy nhất. Nó thì nó có nhiều màu nhưng mà mình trồng ít đấy các bạn. Đấy các bạn này, màu xanh này. Cái cây nó rất là nhỏ so với các cái màu khác các bạn ạ. Đây màu xanh đây các bạn này. Màu trắng viền tím này.
Đây các bạn nhìn thấy không? Lệch. Cái thằng màu xanh nó cũng chết nhiều hơn nữa. Phải giới thiệu qua với các bạn thế thôi. Vì không phải là năm nào mình cũng trồng. Cũng chẳng có cái kinh nghiệm gì về cái này luôn các bạn. Chỉ biết cứ trồng là trồng thôi. Cứ biết là cây giống nó ra vào khoảng đầu tháng 8 thì mình trồng nó sẽ dễ dàng vào Tết hơn thôi. Còn những cái giống mà nó tháng 9 ấy thì chỉ dành cho các bạn miền Nam thôi các bạn ạ. Vì cái thằng cát tường này nó lạnh, nó chậm phát triển lắm. Nó lạnh thì nó phải từ cái ngày các bạn vặt nụ cuối cùng ấy là nó phải khoảng 70-75 ngày nó mới có hoa lại ấy các bạn. Còn các bạn miền Nam thì chỉ vặt có năm mấy ngày là nó đã có hoa rồi các bạn ạ. Nhưng cây thì ở miền Bắc mình nó dài hơn nên là mình phải trồng với thời gian nó dài hơn để trừ hao cái thời gian lạnh đấy các bạn. Nếu có một tay không trồng được. Đấy. Cả cái luống này rộng dài ra phết đấy các bạn. Cả chục mét luôn đấy. Mà chỉ trồng được có 2 cây thôi, là 400 cây thôi các bạn ạ. Giá giống thì đắt. Một cây này bằng 10 mầm cúc ấy các bạn. Bằng 10 mầm cúc, hơn 10 mầm cúc luôn đấy các bạn ạ. Giá cả thì nó tương đối ổn định, nó không lên xuống như mầm cúc. Nhưng mà nó chết thì nó cũng hao hụt kinh lắm. Đây là mang về và dưỡng lại rồi các bạn. Thì cái rễ nó trắng này. Mình để trong lưới, mình tưới kích rễ rồi ấy. Vẫn bị chết, thiệt hại khá là nhiều đấy các bạn ạ. Đây là riêng cái khay này mất mấy cây rồi. Cứ một cây đếm 2.500, 4 cây là mất 10.000. Trồng thì bất định các bạn. Cái này nó dài ngày chứ nó không như là dơn. Dơn mini thì nó dễ căn ngày hơn ý. Cái thằng này thì nó căn ngày dựa vào vật lụ. Nên là nếu như mà trước vặt nụ mà chăm không tốt đấy các bạn thì cây nó rất là ngắn, rất là bé. Mà sau vặt nụ mà chăm tốt quá thì nó lại trượt nó sang tận sân riêng cơ. Được cái là nó nở lúc nào nó cũng bán được các bạn. Nó chỉ được một cái là nó không bị như ni. Ni thì nở trước nở sau thì nó đều khó bán cả. Vì cái cành ni nó to tiền quá ấy. Còn cái cành này thì các bạn trồng ra thì các bạn bán rẻ bán đắt thì nó cũng tương đối thôi các bạn. Mình thì hôm nay cúc mình trồng được mấy luống hết rồi. Mà mưa quá mình không đi mình trồng nữa. Nên là mình đi mình trồng cát tường thôi. Đây các bạn này. Đấy, một cây hỏng nữa này. Rất là nhiều ấy các bạn. Này nó hỏng lọt đọt đến lúc nó trồng xuống nó cũng chết lọt đọt nữa các bạn. Thôi mình đi mình trồng tiếp đây. Chào các bạn nha.